bạt che nắng cho xe ô tô. Chọn bạt chống nắng cho ô tô phải vừa với kích thước xe, đúng chức năng cách nhiệt và phải có sẵn dây buộc chắc chắn. Cần chọn đúng chức năng của bạt là cách nhiệt, tản nhiệt. Trước tiên cần phân biệt bạt phủ ô tô và bạt chống nóng xe ô tô. Rất nhiều người hiểu nhầm giữa hai loại bạt này dẫn đến mua phải bạt không đúng nhu cầu sử dụng. Bạt phủ ô tô là dạng bạt phủ thông thường cho xe ô tô, làm bằng vải. Đa phần chỉ có từ 1 đến 2 lớp vải, có công dụng phủ chống bụi, che nắng xe ô tô bảo vệ ô tô tránh khỏi các tác động nhẹ từ bên ngoài. Còn bạt chống nóng ô tô hay còn gọi là bạt phủ cách nhiệt ô tô, cũng là một dạng của bạt phủ nhưng lại có công dụng che nắng, chống nóng hiệu quả cho ô tô, có cấu tạo nhiều lớp, đảm nhận vai trò cách nhiệt, tản nhiệt, chống nóng nhằm duy trì nhiệt độ bình thường của ô tô, bảo vệ ô tô tránh khỏi các tác hại từ nắng nóng. Chọn bạt đúng với kích thước của xe. Khi mua bạt, nên nói cụ thể với người bán về dòng xe, đời xe để họ sẽ đưa ra những sự lựa chọn phù hợp nhất về kích thước đối với chiếc xe. Tuyệt đối không nên nói chung chung là bạt phủ ô tô 4 chỗ, ô tô 5 chỗ, ô tô 7 chỗ bảy số chỗ ngồi chưa hẳn đã nói lên được kích thước và kiểu dáng chuẩn của ô tô. Khi đã chọn bạt chống nóng có kích cỡ phù hợp với xe, bạt sẽ ôm sát gọn vào thân xe, không bị phồng lên khi phủ. Mặt khác, kích cỡ phù hợp còn giúp người sử dụng dễ dàng hơn trong việc phủ bạt và gấp bạt. Ngoài ra, khi mua bạt phủ chống nóng ô tô, nên ưu tiên mua sản phẩm có thương hiệu tại các địa chỉ uy tín. Chọn bạt có nhiều lớp Tùy theo nhà sản xuất mà bạt chống nóng ô tô có cấu tạo khác nhau. Nhưng phổ biến nhất để có khả năng chống nắng, chống nóng cho ô tô, bạt phải có cấu tạo ít nhất 2 lớp. Trong đó vật liệu sản xuất thường là vật liệu chống nắng nóng, cách nhiệt đặc chế, giúp tản nhiệt, giảm lượng nhiệt hấp thụ. Điều này không chỉ giúp bảo vệ các chi tiết nội ngoại thất ô tô, mà còn góp phần ngăn tình trạng nhiệt độ cabin tăng cao khi đậu xe lâu dưới trời nắng nóng. Chọn loại bạt có chất liệu phản quang. Về chất liệu bạt, lời khuyên đầu tiên là nên mua bạt nóng nóng cho ô tô có lớp phản quang lớp phản quang này đóng vai trò quan trọng trong quá trình phản quang cách nhiệt cho ô tô trước nắng nóng lớp phản quang sẽ giúp giảm luồng nhiệt lượng hấp thụ vào ô tô một cách đáng kể các sản phẩm bạt chống nóng phổ biến hiện nay trên thị trường thường có lớp phản quang dạng tráng nhôm và tráng bạc so về tính hiệu quả và độ bền lớp phản quang tráng bạc vượt trội hơn một số sản phẩm bạt chống nóng cao cấp có lớp phản quang sản xuất từ sợi carbon và được phủ thêm lớp tráng bạc đây được đánh giá là bạt cho khả năng chống nóng tốt đa phần các sản phẩm bạt chống nóng ô tô chất lượng đều ghi rõ thông tin sản phẩm nhất là chất liệu còn hàng kém chất lượng thường không đề cập nhiều đến điều này vì thế nếu khi mua bạt phủ chống nóng che nắng cho ô tô mà trên bao bì sản phẩm hay từ người bán không cung cấp được thông tin về chất liệu thì nên tránh mua chọn bạt có đầy đủ dây buộc cố định khi mua bạt chống nóng cho xe hơi bạn nên chú ý mua bạt có dây cố định trang bị thứ hai là giải phản quang Giải phản quang trên bạt sẽ giúp cảnh báo về vị trí xe đậu khi trời tối. Các bạt chống nóng, che nắng chất lượng thường trang bị nhiều giải phản quang ở các vị trí như gương chiếu hậu hai bên tai, đầu xe, đuôi xe, đuôi xe.